Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vậy là đã bước sang năm 2023 rồi, đã bước sang một năm mới. Kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, an khang thịnh vượng ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi là một cái video đầu tiên, một buổi đầu tiên của năm 2023 này. Tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi. Có thể nói đây là cái phiên bản 5 chỗ ngồi rộng nhất trong các phân khúc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Venza. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Toyota Venza thì nó có phiên bản 3.5 này, phiên bản 2.7 này. Trong mỗi phiên bản đều có những phiên bản trung, phiên bản thiếu, phiên bản đủ các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe này là phiên bản đủ rồi. Nhìn qua về bên ngoài, nếu như quý bạn biết được phiên bản đủ hay thiếu thì quý bạn xem nó có cái cảm biến đèn pha đây này. Đấy, cảm biến đèn pha này, những chiếc xe có cảm biến đèn pha này đa số là đã đầy đủ option rồi các bạn nhé. Đây, nếu như chiếc xe đầy đủ option thì nó có những cái gì thì tôi sẽ nói những nó có hơn ở những chiếc xe bản thiếu nhá. Đó là khóa thông minh, đèn ổ start top, nội thất da, hai ghế hàng ghế trước chỉnh điện này và có sấy ghế. Cửa sổ nóc đằng trước và đằng sau có cửa sổ panorama nhé. Màn hình Navi loa JBL. Đấy là những cái phiên bản đủ nó có những chiếc option như vậy. Còn nếu như phiên bản thiếu là nó không có cái option vậy đâu quý bạn nhé. Và thưa với quý vị bạn, đây là chiếc xe Toyota Venza ở phiên bản 2.7 2010 quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2009, sản xuất tháng 11 năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam là 2010 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu quý bạn nhé. Và thưa với quý bạn, ở chiếc xe này đặc biệt là bác chủ xe rất là cẩn thận. Cẩn thận là một, thứ hai là đi rất ít. Chiếc xe mới lăn bánh có 4 vạn 7 dặm thôi, 4 vạn 7 mai. Tính ra km thì chiếc xe này chỉ mới chạy có khoảng 7 vạn km thôi các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này. Nguyên bản từ dàn lốp. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản và còn rất là dày. Nhưng tuổi thọ của cao su thì cũng đã rất là kém rồi các bạn ạ. Bác chủ xe này hay đi ở trong phố cho nên là không hay đi ra ngoài đường trường. Cho nên là bác chủ xe cũng thích giữ nguyên bản là một, và cái dàn lốp này cũng không cần phải thay để cho nó, vì bác chủ không hay chạy đường dài. Nếu chúng ta mà chạy đường dài thì phải thay dàn lốp rồi các bạn ạ, vì chạy như thế nó không an toàn. Vì tuổi thọ của cao su bây giờ đã hơn chục năm rồi, cho nên là rất là dày, nhưng mà cao su thì rất là kém các bạn nhá. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này, tôi sẽ hỗ trợ thêm cái phần tiền để các bạn thay cả một cái dàn lốp mới đi cho nó sướng. Đấy, vì tôi muốn giữ chiếc xe này nó nguyên bản để cho các bạn thấy được là chiếc xe này nó là còn nguyên bản hết. Và đồng hồ nó chạy như thế là chạy đúng 4 vạn 7 dặm các bạn nhé. Và bác chủ xe còn giữ nguyên cả hồ sơ tự quản cơ. Hồ sơ tự quản này gồm hóa đơn này và kể cả giấy tờ nguồn gốc chiếc xe này từ lúc bác mua có những cái gì bác giữ nguyên hết. Đấy, tí nữa tôi cho quý bạn cùng xem ạ. Cho nên chiếc xe này có thể nói là đẹp, hiếm có trên thị trường Việt Nam lúc này các bạn nhé. Đấy, màu vàng, màu da lươn rất là đẹp các bạn ạ. Ở Venza nó có những màu vàng da lươn này, màu vàng đồng, thì chiếc xe này là màu vàng da lươn các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 595 triệu đồng các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2010 phiên bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza 2010 tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza 2010 này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe 2010 sau 12 năm sử dụng với 47.000 mai thì quý bạn xem đấy nhé. 47.000 mai tức là 4 vạn 7 mà dặm các bạn nhé. Tính ra đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này thì nếu như tính ra km thì chiếc xe này cũng đã chạy được hơn 7 vạn rồi các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới. Và chiếc xe này được đăng ký là màu vàng các bạn nhé, nâu vàng hay còn gọi là vàng da lươn. Rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ.
Có thể nói những chiếc xe Venza 2010 thì rất là ít, hiếm có trên thị trường ạ. 2009 thì rất là nhiều, nhưng 2010 thì rất là ít các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn pha, xe đã được trang bị đèn pha bi xenon và rất là mới luôn đấy ạ. Đấy là cái cụm đèn pha của chiếc xe nhé. Từ cụm đèn pha cho đến mặt ca lăng đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và cái cụm đèn pha này cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả, và rất là mới luôn quý bạn nhé. Và cái đèn pha của chiếc xe Venza bản đủ này thì cũng đã được là đèn pha auto các bạn nhé. Có cảm biến đèn pha ở trên đây các bạn này. Quý vị bạn xem những chiếc xe bản đủ là nó có cảm biến đèn pha trên kính này. Đấy, những bản đủ nó mới có cái này các bạn nhé. Còn bản thiếu là không có cái đấy đâu. Nhìn bên ngoài là đã biết được ngay là bản thiếu hay là bản đủ rồi đấy ạ. Đấy, nhìn về phần đầu rất là đẹp. Phía bên dưới cụm đèn pha thì cũng đã được trang bị một cặp đèn gầm với ốp chrome rất là điệu đà quý bạn nhé. Đấy, cặp đèn gầm của chiếc xe cũng còn rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn đây ạ, cái dàn lốp của xe còn rất là dày các bạn nhé. Dàn lốp nguyên bản theo xe đây, thưa với quý vị các bạn ạ. Cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản này. Hai lốp này là hai lốp sau vừa mới đảo lên. Đấy, rất là dày các bạn nhé. Là rằng chưa có xước sát gì cả. Đấy, còn này hai lốp này là trước đây nó là hai lốp trước, thì bây giờ đảo xuống dưới nó hơi mỏng một chút. Đấy, tôi cho quý vị và các bạn xem hết là cái dàn lốp nguyên bản này. Đấy, dàn lốp nguyên bản này, hai lốp sau, trước đây nó là hai lốp trước đấy ạ, thì đảo xuống dưới. Đấy, là rằng chưa có xước sát thì các bạn nhé. Đây, cái dàn lốp này là trước nó là dàn lốp sau, bây giờ đảo tôi đảo lên trước đây, cho nên là nó còn rất là dày. Với 4,7 vạn dặm quý bạn ạ, 4,7 vạn dặm tính ra 7 vạn, cái lốp này còn rất là dày, nhưng mà tuổi thọ của cao su đã hết, cho nên là nó ải này, nó ải nứt, nhưng mà tôi phải để nguyên bản quý bạn nhé, nguyên bản để quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này nó chạy đồng hồ chuẩn, và đồng hồ chuẩn thì là cái dàn lốp này còn nguyên bản chuẩn đây này. Tuần thứ 42 năm 2009 các bạn nhé. Cái dàn lốp này là sản xuất năm 2009, cuối năm 2009 luôn các bạn ạ. Đấy, dàn lốp này thì tôi cũng để cho nó nguyên bản theo xe thôi. Chứ quý vị và các bạn nào bây giờ sở hữu chiếc xe này, tôi cũng xin chia sẻ là cái dàn lốp này là bác chủ xe này không hay chạy ra đường ngoài Hà Nội, không chạy ra ngoài Hà Nội mấy, cho nên chạy toàn chạy tốc độ chậm, cho nên là chạy ở trong phố. Bác này để cái xe này là chơi là chính, đi chỉ đi cà phê cà pháo là chính thôi, cho nên là bác không chạy với tốc độ cao thì để cái dàn lốp này thì chạy được. Chứ nếu như mà chạy thường xuyên chạy tốc độ cao thì nên phải thay cái dàn lốp mới luôn các bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tiền cho quý bạn, hỗ trợ thêm cho quý bạn để thay một cái dàn lốp mới xịn hơn, đi nó sẽ êm ái hơn và an toàn hơn các bạn nhé. Đấy, và bị bản đủ thì chiếc xe này đã được trang bị này, từ khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Đấy, khóa thông minh bấm tay để mở cửa này, gương chiếu hậu này, sấy gương này. Đấy, và nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý bạn thấy đấy ạ, phần ba đời sốc sau này rất mới, rất là đẹp luôn. Từ cái cụm đèn hậu này cũng đều rất là mới các bạn nhé, chưa có bị đâm va gì cả, cho nên là cái cụm đèn nó còn rất là đẹp như này đấy ạ. Đấy, phiên bản Venza. Đấy, cụm đèn hậu rất là đẹp, xe đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao. Và ở cái phiên bản 2.7 thì xe được trang bị một ống bô thôi các bạn nhé, nó khác với phiên bản 2.5. Đấy, 2.5 thì nó có thêm một cái bô bên này nữa là thành bô đôi. Nhiều người đi 2.7 nhưng vẫn hay độ thêm một cái bô giả bên này nữa để cho nhìn cho nó cân, cho nó giống 3.5. Và đây là cái phần gầm, thưa với quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này toàn chạy ở Hà Nội thôi, một chủ từ đầu chạy chỉ ở Hà Nội, cho nên là gầm rất đẹp này. Đấy, đây là cái phần gầm quý bạn nhé. Gầm rất đẹp, rất mới, chưa có bị han, chưa có bị gì đi đâu ạ. Đấy, cái gầm rất là mới luôn. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn xem về cái phần gầm nhá, vì rất là nhiều khách hàng của tôi ở xa, ở trong Nam muốn xem chi tiết về cái phần gầm của chiếc xe này. Đấy, tôi quay chi tiết luôn cả những cái phần gầm hết cho các bạn xem này. Gầm rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì chiếc xe rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, sau 12 năm sử dụng với 4,7 vạn dặm, cho nên là chiếc xe này rất là đẹp. Thời gian thì nhiều nhưng mà số dặm thì ít, cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp ạ. Về ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe nhé. Ở cái phiên bản đủ này cho nên là không thiếu đồ gì đâu ạ. Trước tiên thì tôi sẽ cho quý bạn xem là cái cánh cửa bên lái này.
từ keo chỉ còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa lái này, cho đến tất cả keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, còn nguyên nhé. Và tabi thì các bạn thấy đây ạ, phải nói là rất là mới đấy ạ, tabi này. Xe cũng đã được thiết kế được da cao cấp này, vân gỗ này. Đấy, và loa JBL này, nội thất da loa JBL, màn hình navigation đầy đủ hết rồi, cốp điện này. Đấy, quý bạn xem có mới không ạ? Đấy, toàn bộ là ghế chỉnh điện này, ghế trước chỉnh điện và có sấy ghế nha. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe mà còn đẹp như này đây quý bạn này. Đấy, rất là mới luôn đấy. Phải nói là chiếc xe này đẹp hiếm có trên thị trường đấy ạ. Đấy, có cả cửa nóc panorama đầy đủ rồi, phiên bản này đầy đủ hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, vô lăng nguyên bản luôn ạ. Chúng tôi cam kết là cái vô lăng này chưa làm một cái gì luôn. Đồng hồ chúng tôi cũng không tua và vô lăng không làm gì, cần số cũng còn nguyên đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất là tháng 11 năm 2009, nhập về Việt Nam là tháng 2 năm 2010 các bạn nhé. Đấy, các bạn xem là chiếc xe này là nhập về là 2010 mới nhập về Việt Nam. Những chiếc xe nhập khẩu thì hay bị chậm hơn một đời các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ này, từ keo chỉ còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên, ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên này. Tabi đây thưa với quý vị và các bạn, tabi cánh cửa này phải nói là rất là mới đấy ạ. Từ những cái phần da này cho đến những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn. Đấy, vân gỗ này chưa có bị xước sát tí nào quý bạn ạ, phải mới luôn. Từ cái bậc cửa đây này, quý vị các bạn xem cái bậc cửa này là không bọc nha, chủ xe không bọc mà nó không bị xước thôi, nó còn mới như này đấy. Và cái thảm nguyên bản của xe vẫn còn đấy, 12 năm sử dụng rồi mà cái thảm nguyên bản của xe còn, tất cả đằng sau này không có xước sát gì cả, đến cái mỉ này cũng còn rất là mới đây các bạn xem này. Một chiếc xe mới đều như này đấy. Và nội thất phía sau thì quá là tuyệt vời, nội thất màu kem này phải nói là giữ gìn thì nó mới được đẹp như này đấy ạ, không thì nó sẽ xấu lắm đấy ạ. Nội thất màu kem này rất khó giữ các bạn nhé, không phải là ai cũng giữ được cái màu kem nó đẹp như này đâu ạ. Đấy, và đằng sau thì có cửa sổ panorama này, đằng trước cửa sổ nóc này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong. Ở cái phiên bản 5 chỗ nhưng chiếc xe Venza này rất là rộng rãi quý bạn nhé. Rộng rãi cho nên là xe cũng đã được thiết kế cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Ngồi đằng sau này đầu gối của tôi còn thừa rất là nhiều đây này, rất là rộng quý bạn ạ. Và nhìn trong xe thì rất là thoáng với không gian rất là rộng này. Và option thì bây giờ tôi sẽ bấm cái start top này lên cho quý bạn xem về cái đồng hồ. Đấy, riêng về cái đồng hồ này, đấy, riêng về cái đồng hồ này thì tôi cam kết với quý vị bạn là tôi không tua nhá. Đồng hồ này là một chủ từ đầu đấy, chiếc xe này một chủ từ đầu và đồng hồ này là chuẩn luôn quý bạn nhá. Đấy, không tua thế nào, 4 vạn 7 dặm quý bạn ạ, 4 dặm vạn 7 mai. Đấy, từ vô lăng cần số nó còn nguyên bản như này đây quý bạn này. Đấy, tuy là hai bên này nó có bị mờ mờ theo thời gian này, mòn rất là ít thôi quý bạn ạ. Đấy, những chiếc xe nào mà mòn nhiều là phải làm lại rồi đấy nhá. Đây là bây giờ là tôi để nguyên bản, vô lăng còn nguyên hết này, cần số còn nguyên hết luôn các bạn nhá. Đấy, cần số các bạn xem đẹp như này cơ mà. Đấy, cần số đẹp này, nguyên bản này, chưa có sơn lại, chưa có phẩy lại tí nào đâu nhá. Đấy, và ghế này thì đã có cả sấy ghế này, sấy ghế này, màn hình navigation này. Đấy, cảnh báo áp suất lốp đầy đủ hết cả luôn quý vị các bạn nhá. Gương chiếu hậu này, chống chói này. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe này thì hiếm có trên thị trường, đáng để chúng ta mua để sưu tập quý vị bạn nhé. Đấy, rất là nhiều người thích mua những chiếc xe này về để sưu tầm quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ những cái phần táp lô này đều rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, đấy, rất là mới luôn. Tất cả những cái phần nhựa này đều rất là mới quý vị bạn nhé. Loa JBL đầy đủ rồi. Đấy, và tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi, tôi sẽ ra ngoài giới thiệu tiếp cho quý vị và bạn những cái phần còn lại của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở cái phiên bản đủ này
thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Venza là cái khóa điều khiển này, cốp điện này, cốp điện. Đó, chúng ta có thể bấm vào trên xe hoặc ra bấm bằng khiển nhé. Chìa khóa vẫn còn hai chìa nhé, một chìa kia mới tinh luôn các bạn ạ. Đấy, đây là cái cốp sau này, tất cả từ những cái ốc cốp sau còn nguyên bản hết luôn các bạn này, keo chỉ là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, và cái phần nhựa của cái cốp sau này cũng rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cốp điện đây này, bấm đây hoặc là có thể bấm ở trên này, trên có một nút nữa để mở. Đấy, về những cái phần nhựa thì chiếc xe này là chủ xe cũng rất ít để đồ, cho nên là những cái phần nhựa này nó còn rất là đẹp đây các bạn này. Những cái phần nhựa này, nội thất phải nói là rất là mới đấy ạ. Chiếc xe này thì có đến 9 túi khí các bạn nhé, túi khí ra đến tận đằng sau này luôn này, rất là an toàn. Đấy, nội thất thì quá mới luôn. Và thưa với quý vị và các bạn, bác chủ xe này là không có để đồ gì đâu, cho nên là bác không mua thêm một cái tấm da để đây, dùng luôn cái tấm thảm này. Đấy, cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi, bẩn có chút thôi, và cái màu kem mà bẩn như thế này là quá ít các bạn ạ. Đấy, bên dưới là cái tấm nhựa thì còn mới tinh này. Phần nhựa bên dưới này là còn mới tinh luôn ạ. Lớp sơ cua cũng còn mới tinh chưa hạ cơ quý bạn này. Đấy, lớp sơ cua còn chưa hạ đây. Đấy, tất cả ở bên dưới này còn đều rất mới này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Cốp điện này, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, và đây là cái tắp bi, tắp bi cánh cửa thì quý bạn thấy đây ạ, nó quá là mới luôn đấy ạ. Phải nói là ít xe mà còn được mới như này đấy ạ. Nội thất màu kem mà mới như này luôn đấy ạ. Đấy, hàng ghế phía sau quý bạn thấy đây ạ, rất là mới này. Bậc cửa đây, quý bạn xem, nhìn cái bậc cửa này, không có bọc, không có ốp gì cả mà nó còn mới như này đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng được chạm vận tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên luôn này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên luôn, tắp đi cánh cửa này mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, loa JBL, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn. Cái bộ thảm nguyên zin của xe vẫn còn này. Đó, ghế phụ cũng được chỉnh điện luôn quý bạn nhé. Ghế phụ chỉnh điện này, đến cái này còn chưa bóc ni lông này. Đấy, cái phần này còn chưa bóc ni lông quý bạn này. Đấy, chưa bóc ni lông đâu. Toàn bộ từ táp lô cho đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Vô lăng cần số này đều quá là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, đến những cái phần cửa nóc này. À, và tôi cũng cho quý bạn xem đây ạ. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và toàn bộ giấy tờ còn nguyên bản hết đây. Đây quý bạn này, tôi mua là còn nguyên bản hết luôn nhé. Một chủ từ đầu. Đấy, tất cả từ biên lai lệ phí trước bạ này. Đấy, đấy, biên lai lệ phí trước bạ này. Đấy, hóa đơn lúc mua xe này. Đấy, hóa môn nộp lệ phí trước bạ, ngày xưa nộp lệ phí trước bạ là đã 144 triệu rồi này. Đấy, 144 triệu tiền trước bạ này. Tờ khai nguồn gốc xe này, đấy, tờ giấy tờ nhập khẩu này. Đấy, chứng nhận an toàn kỹ thuật này, nhân ra 29 này. Đấy, đầy đủ hết luôn quý bạn nhé.
Đây, cả biên bản bàn giao xe luôn, còn nguyên đầy đủ hết luôn từ lúc chủ xe mua đấy ạ. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Venza 2010 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi 2.5 lít quý bạn nhé. À 2.7, xin lỗi quý bạn ạ, 2.7 lít ở cái phiên bản